nghiệm các bạn cách cắm sơn, cắm keo nhé, cắm cho AB vào trong vô to nhé. Đây, chưa hết là ta phải dùng cái máy sấy này này, thò này, đó, ta thò nóng lên, đó. Sau khi ta thò nóng lên rồi, bắt đầu ta thao keo nhé, thao keo, keo trắng này này. Đây là keo trắng này, đây là axit này, đó, thì ta pha theo tỷ lệ là 1:5, tức là 1 axit và 5 keo trắng nhé các bạn, tỷ lệ là 1:5, ta quấy đều lên, ta quấy đều lên, sau đó là ta thấy nóng thế này, vừa đổ vào keo vào vừa thấy, vừa đổ keo vào vừa thấy, đó, thế là vừa đổ keo vào vừa thấy. Đấy làm sao mà để khi mà cái keo mà chết á thì cái lớp bám trên cái dây này nó phải thật mỏng, lớp keo bám trên dây này nó phải thật mỏng, đó, thật mỏng, và ta nhìn thấy, phải nhìn thấy được cái dây này, nó rõ màu dây như thế này thì có nghĩa là keo nó mới đạp, đúng không ạ? Thì khi chạy đó, với tốc độ cao thì nó chịu được, nó được bung, nó đâm nổ dây. Đó. Các bạn nhớ nhé, nhớ cái tí. Rồi. Chào các bạn.